Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga bị bắn hạ trên Belgorod. Quân đoàn tự do Nga thân Ukraine tuyên bố kế hoạch tiến quân về Moscow. Nga phản ứng trước yêu cầu rút quân của đồng minh truyền thống. Các nước Baltic hoan nghênh đề xuất của Pháp về việc triển khai quân đội tới Ukraine. Ông Putin tuyên bố nóng, Nga sẵn sàng cho kịch bản cuộc chiến hạt nhân. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, một chiếc Su-27 của Nga bị rơi ở khu vực Belgorod phía nam nước Nga, giáp biên giới Ukraine, theo báo cáo địa phương. Các báo cáo ban đầu cho biết một trong những chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh của Nga đã rơi gần thị trấn Valuki của Nga vào hôm thứ Ba. Đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy những đám khói dày đặc bốc lên trên bầu trời. Newsweek chưa thể xác minh độc lập chi tiết của các clip. Trong một tuyên bố được đăng lên ứng dụng nhắn tin Telegram vào sáng sớm thứ Ba, Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod cho biết một vật thể nổ đã được phát hiện và loại bỏ bởi một nhóm kỹ thuật cùng với Bộ Quốc phòng Nga tại làng Soroti. Ngôi làng nằm ở phía tây bắc Valuki, không có hậu quả, Gladkov nói. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến bất kỳ máy bay nào của họ trong các tuyên bố hôm thứ Ba, nhưng cho biết lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt 25 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga chỉ trong một đêm, trong đó có 7 chiếc trên khu vực Belgorod. Newsweek đã liên hệ với chính quyền Nga để bình luận qua email. Trong một tuyên bố riêng, Moscow cho biết họ đã đánh chặn 8 tên lửa Ukraine và một tên lửa chiến thuật trên khu vực Belgorod vào khoảng 7 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Nga sau đó cho biết một máy bay không người lái khác đã bị bắn rơi trên vùng Belgorod vào lúc 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Ukraine cho biết Nga đã mất số lượng máy bay Su-34 và Su-35 ở mức 2 con số, nhưng báo cáo về việc Moscow mất máy bay Su-27 thì hiếm hơn. Su-35 là phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích Su-27. Trong một tuyên bố sau đó vào hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội hình khủng bố của Ukraine đã cố gắng xâm chiếm lãnh thổ Nga dọc biên giới giữa hai nước, bao gồm cả khu vực Belgorod, bằng cách sử dụng xe tăng và xe bọc thép. Truyền thông Ukraine và các quan chức hôm thứ Ba cho biết các nhóm Nga phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin, bao gồm quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga, đã phát động một chiến dịch chung. Đoạn phim ban đêm do quân đoàn tự do Nga đăng tải vào hôm thứ Ba dường như cho thấy các chiến binh di chuyển trên xe tăng hoặc xe bọc thép vượt qua biên giới, nhóm nói trong một tuyên bố ngắn gọn. Nhóm chiến binh người Nga thân Ukraine, tiểu đoàn Siberia, hôm thứ Ba cho biết họ đang mang lại tự do và công lý cho đất Nga của chúng tôi, đồng thời nói thêm rằng cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra trên lãnh thổ Nga. Quân đoàn tình nguyện Nga cũng đã đăng đoạn phim lên các trang mạng xã hội của họ vào thứ Ba. Nhóm này cho biết chính quyền ở Nga chỉ hiểu ngôn ngữ của vũ lực. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga. Quân đoàn tự do Nga thân Ukraine tuyên bố kế hoạch tiến quân về Moscow. Kính thưa quý vị, các nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố đã đột kích kiểm soát một ngôi làng ở biên giới Nga và hé lộ kế hoạch tiến quân đến thủ đô Moscow. Newsweek dẫn lời ông Oleksiy Baranovsky, người phát ngôn của nhóm vũ trang thân Ukraine có tên gọi Quân đoàn tự do Nga, FIL, ngày 12 tháng 3 cho biết nhóm này cùng với hai nhóm khác đã đột kích vào biên giới Nga, kiểm soát làng Tekhino ở vùng Kursk. Ông nói, các cuộc giao tranh đã nổ ra ở khu vực biên giới Belgorod và Kursk của Nga. Các nhóm của chúng tôi đã giành thế chủ động. Theo lời ông Baranovsky, phía Nga không nghĩ các nhóm vũ trang từ Ukraine có thể đồng thời tấn công hai khu vực trên nên đã rơi vào thế bị động. Ông Baranovsky cho biết, đây mới chỉ là khởi đầu và kế hoạch của các nhóm này là tiến quân vào thủ đô Moscow của Nga. Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một nhóm vũ trang lái xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác từ biên giới Ukraine tiến vào khu vực biên giới Belgorod và Kursk của Nga vào lúc rạng sáng ngày 12 tháng 3. Ông Baranovsky cho hay, chiến dịch này ngoài quân đoàn tự do Nga còn có hai nhóm vũ trang là quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia. Ông nói, tôi không thể tiết lộ số lượng thành viên tham gia chiến dịch, nhưng tôi khẳng định chúng tôi có đủ người để đạt được những mục tiêu quân sự cao nhất. Ông cho biết thêm, tôi mới đến từ vùng chiến sự, tại đó tôi hỗ trợ tiếp tế cho lực lượng của chúng tôi. Baranovsky nói, chiến dịch tấn công đồng thời lần này của quân đoàn tự do Nga
là chiến dịch táo bạo nhất của họ trong số các lần đột kích vào biên giới Nga kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra cách đây hơn 2 năm. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những mục tiêu phức tạp hơn, ông nhấn mạnh. Theo ông, cuộc tấn công qua biên giới có thể khiến Nga phải đưa lực lượng dự bị đến để bảo vệ khu vực này, từ đó sẽ giảm sức ép cho quân đội Ukraine ở miền đông. Chúng tôi đang đánh lạc hướng lực lượng dự bị, sự chú ý của quân đội Nga, họ buộc phải chuyển quân dự bị. Đây cũng là đóng góp của chúng tôi để bảo vệ Ukraine, ông nói. Tuy nhiên, Nga đưa ra thông tin trái ngược với tuyên bố của quân đoàn tự do Nga. Moscow khẳng định đã đẩy lùi lực lượng vũ trang thân Ukraine khi các nhóm này tìm cách đột kích vào Belgorod và Kursk. Nga phản ứng trước yêu cầu rút quân của đồng minh truyền thống. Armenia cho biết lực lượng của họ đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga. Điện Kremlin hôm 12 tháng 3 cho biết Nga đã nhận được thông báo từ Armenia về việc chấm dứt công việc của lực lượng biên phòng Nga tại sân bay quốc tế Samnat ở thủ đô Serevan của quốc gia vùng Kavkaz. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Moscow rằng quả thực, chúng tôi đã nhận được một lá thư cấp bộ về vấn đề này và các liên lạc hiện đang được thực hiện thông qua các cơ quan. Tôi không thể nói nhiều hơn bây giờ. Ông Peskov cho biết thêm rằng các nhân liệu giữa chính quyền Nga và Armenia sẽ tiếp tục ở mọi cấp độ có thể. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết trong một cuộc họp báo ở Yerevan rằng lực lượng biên phòng nước này đã gửi thư tới phía Nga cảm ơn vì sự phục vụ của họ. Ông Pashinyan cho biết lực lượng biên phòng Armenia đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Sivanet mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga. Ông cũng cho biết bức thư chỉ ra rằng công việc của lực lượng biên phòng Nga sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8. Thủ tướng Armenia nói thêm, đây là một quá trình làm việc, không phải một quá trình chính trị. Trước đó, ông Armen Grigoryan, người đứng đầu Hội đồng An ninh Armenia, đã nói với các nhà báo vào tuần trước rằng Yerevan đã gửi một lá thư chính thức tới Moscow về vấn đề này. Lực lượng biên phòng Nga là một phần trong cơ cấu của cơ quan an ninh liên bang ở Armenia và đã có mặt tại sân bay Svanet từ năm 1992 theo một thỏa thuận mà Moscow và Yerevan đã ký kết. Thỏa thuận bố trí lực lượng ở đó mà không nêu rõ vai trò của lực lượng biên phòng Nga, nhưng có điều khoản rằng phía Nga có thể sử dụng sân bay này cho các nhu cầu vận chuyển. Armenia đã tách mình ra khỏi đồng minh truyền thống Nga trong những tháng gần đây, đồng thời tiến gần hơn đến phương Tây. Yerevan trước đó đã đưa ra chủ đề về sân bay, nhưng bình luận của ông Grigoryan vào hôm 6 tháng 3 là lần đầu tiên Armenia chính thức đưa ra yêu cầu. Yêu cầu lính Nga rời đi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thủ tướng Pashinyan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình France 24 của Pháp rằng Armenia đã đóng băng tư cách thành viên trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSCO do Nga dẫn dắt vì cảm thấy không còn có thể dựa vào Moscow để bảo đảm nhu cầu quốc phòng của mình. Các nước Baltic hoan nghênh đề xuất của Pháp về việc triển khai quân đội tới Ukraine. Gần đây, tại một cuộc họp ở Lithuania, các quan chức vùng Baltic đã hoan nghênh đề xuất của Pháp về việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này lại ít được các hãng truyền thông phương Tây chú ý. Vào cuối tuần trước, Ngoại trưởng Pháp Stephen Schneider đã có chuyến thăm tới Lithuania và hội đàm với các đồng cấp từ Ukraine, Estonia, Latvia và Lithuania. Tại cuộc gặp, ông Schneider đã đề cập đến khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine, một ý tưởng trước đó đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất. Tờ Politico, một trong số ít các hãng truyền thông phương Tây đưa tin về cuộc họp, cho biết ông Schneider nói rằng Kiev không yêu cầu chúng tôi điều quân đến. Một nhà ngoại giao Pháp giấu tên cho biết thêm, hiện tại Ukraine đang yêu cầu chúng tôi gửi đạn dược. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, trong những tháng tới, chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào, lặp lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Macron. Trong khi đó, Kiev liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo pháo binh khi phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga, đặc biệt là ở vùng Donetsk phía đông. Ukraine và các đồng minh cho rằng tình trạng thiếu hụt này là nguyên nhân dẫn đến một loạt thất bại gần đây trên chiến trường, bao gồm việc Nga chiếm được thị trấn chiến lược Avdiivka vào tháng trước.
Tại cuộc họp ở Lithuania, ông Sasin được cho là đã đề cập đến việc triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine để tham gia các hoạt động rà phá bom mìn. Điều này có nghĩa là triển khai một số nhân sự đến Ukraine, nhưng không phải để chiến đấu. Ngoài ra, ông Sasin cũng bày tỏ lo ngại về mối đe dọa được cho là từ phía Nga đối với các quốc gia vùng Baltic, vốn từng là một phần của Liên Xô trước khi Liên Xô tan rã vào đầu những năm 1990. Vào năm 2004, ba nước Baltic cùng với Bulgaria, Romania, Slovakia và Slovenia gia nhập khối quân sự NATO của phương Tây. Cùng năm đó, các quốc gia Baltic tất cả đều giáp ranh với lãnh thổ Liên bang Nga, trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Theo tờ Politico, các ngoại trưởng vùng Baltic tham dự cuộc họp đã ca ngợi Pháp vì suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Bước ngoặt bất ngờ. Tại cuộc họp tuần trước ở Lithuania, ông Emmanuel Bon, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp, được cho là đã chỉ trích phản ứng của Moscow đối với bình luận của Tổng thống Pháp. Ông Bon nhấn mạnh, Nga không có quyền can thiệp vào các triển khai các hoạt động của chúng tôi hoặc đặt ra những lằn ranh đỏ. Chúng tôi tự quyết định điều đó. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielis Landsbergis lại có quan điểm khác. Ông cho rằng chúng ta cần phải đặt ra những lằn ranh đỏ cho Nga, chứ không phải cho chính mình. Ông Landsbergis khẳng định không thể loại trừ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Ukraine. Ban đầu, đề xuất gây tranh cãi về việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine đã bị các thành viên chủ chốt của NATO như Mỹ, Anh và Đức bác bỏ. Tuy nhiên, cục diện có vẻ đang thay đổi. Vào ngày 8 tháng 3, cùng ngày diễn ra cuộc họp ở Lithuania, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski tuyên bố sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không thể tưởng tượng. Ông Sikorski nói thêm, tôi đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Pháp Macron bởi vì điều quan trọng là ông Putin phải sợ hãi, chứ không phải chúng ta sợ ông Putin. Ông Putin tuyên bố nóng, Nga sẵn sàng cho kịch bản cuộc chiến hạt nhân. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu có cuộc chiến hạt nhân xảy ra, nhưng cho rằng kịch bản đó chưa xảy ra vào lúc này. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân, nhưng đánh giá rằng những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên. Ông khẳng định Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa. Trả lời câu hỏi từ kênh Russia One và hãng tin RIA rằng liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân hay chưa, ông Putin nói, từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên là chúng ta đã sẵn sàng. Ông cho biết Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine thì Nga sẽ coi hành động này là một hành vi can thiệp. Ông Putin nói, Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ song phương với Nga và trong lĩnh vực kiềm chế chiến lược. Vì vậy, tôi cho rằng mọi kịch bản lúc này chưa thể dẫn tới đối đầu hạt nhân, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Ông nhắc lại rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết của Điện Kremlin. Chính sách của nước này đặt ra các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin nói, vũ khí tồn tại là để sử dụng. Chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Ông nói thêm rằng, nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Điều đó cũng không quá cần thiết, chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ về điều đó. Nhưng tôi không loại trừ khả năng Nga có thể làm điều tương tự, ông cho hay. Ngoài ra, ông Putin cho biết, Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nơi cuộc xâm lược của Nga nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Ông nhấn mạnh, tại sao chúng ta nên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine? Nga chưa bao giờ có nhu cầu như vậy. Khi được truyền thông hỏi liệu ông có từng nghĩ đến ý tưởng như vậy hay không, ông Putin trả lời rằng chưa bao giờ. Tổng thống Nga cũng nhận định rằng bộ ba răng đe hạt nhân của nước này tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ông, Mỹ đang phát triển lực lượng hạt nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng phát động cuộc chiến hạt nhân vào ngày mai. Ông khẳng định Nga vẫn đang phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình, và nếu Mỹ muốn thì chúng tôi sẵn sàng. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.